góp xuất phát từ giới quý tộc giàu có, mà quý tộc là tầng lớp tạo ra những chuẩn mực cao nhất, quy tắc ứng xử chặt chẽ để khác biệt với tầng lớp thấp hơn, trong đó quy định về ăn mặc là quan trọng hàng đầu để tham dự vào bộ môn thể thao này. Quy định chung về thời trang góp đòi hỏi phải lịch sự, áo có cổ, mặc quần kaki hoặc quần góp chuyên dụng, giày góp phải có đinh mềm ở dưới để bảo vệ cỏ, không được mặc quần jean hay các đồ thể thao khác ngoài góp. Áo góp. Nghi thức về trang phục trên sân góp bắt đầu với việc mặc áo có cổ, mặc dù hầu hết các áo góp đều ngắn tay. Hiện nay có nhiều sự lựa chọn trang phục áo dài tay có sẵn ở các shop hay các khu vực bán đồ thể thao. Các loại áo có cổ thường dùng chất liệu lưới để dễ thoát mồ hôi trong mùa hè. Hãy đảm bảo áo có cổ, và nếu trời lạnh, bạn mặc thêm một chiếc áo gió hay áo len nhẹ sẽ rất là phù hợp, miễn là áo sơ mi góp ở bên trong. Thứ hai, quy định về quần góp. Khi lên sân góp, đa số các golfer mặc quần dài thông dụng bằng vải kaki có nếp gấp. Bạn cũng có thể mặc quần short, nhưng không phải là loại short thể thao, không cao hơn đầu gối quá 5 inch. Các loại quần như quần jean, quần ngủ hay quần nỉ đi bộ không được chấp nhận khi lên sân. Quần ngắn và quần short nên lựa chọn màu sắc trang nhã và có dây để thắt lưng. Phụ nữ cũng có thể chọn váy nhưng không nên quá ngắn, nên mang thắt lưng ra phù hợp với giày. Thứ ba, quy định về giày và mũ góp. Các golfer phải lựa chọn giày góp có đinh mềm, giày đá bóng, quần vợt, giày đế cứng, đinh kim loại, dép sò ngón hay xương đan không được khi lên sân góp. Thông thường, tất trắng phù hợp với mọi loại quần áo, giày, mũ, nhưng tất đen cũng có thể là giúp tạo ra một ấn tượng mạnh. Các loại mũ chơi bóng chày, mũ lưỡi chai được chấp nhận trên sân góp. Có rất nhiều loại giày góp để bạn lựa chọn, và phải đảm bảo đó là những đôi giày có đinh mềm, không được mang giày thể thao hay các loại giày thông thường. Sau cùng, mũ và kính là một phụ kiện vừa thiết thực và vừa thời trang. Dù là mũ lưỡi chai dành cho góp, mũ chơi bóng chày hay là mũ rộng vành mà các golfer lớn tuổi thường đội, bạn sẽ thường thấy chúng làm cho trang phục của bạn bắt mắt hơn và tránh cho bạn khỏi bị ánh nắng. Chào các bạn, hãy đón chờ những video hấp dẫn từ Golf One Studio bạn nhé!